Em ơi. Em. Hello em. Chào em nha. Em có thể cầm hộ điện thoại giúp anh không? Đúng rồi. Ơi, hồi nãy anh không quấn vô đây hay không? Được, được. Không có xét vô không? Đó, như vậy là không có rớt ra được rồi ha. Mày rớt xuống được. Rớt xuống là được nhưng mà từ khi rinh. Thôi, bây giờ đã mỏng rồi. Nè, bây giờ mình gỡ gỡ vậy nè, không đâu có ra đâu. Em chào anh yêu nha, nãy giờ em nghe anh cái vụ gì mà bánh ếch bánh đú rồi. Ồ, cái này là mít nghệ nha, mít nghệ đúng không? Cái này là đặc sản của Nghệ An nè. Mít đỏ thái. Chứ không phải mít nghệ hả? Không. Vậy là nãy giờ em nói không đúng luôn hả? Nó bậy chứ đúng vậy. Nó bậy đúng không? Nó bậy rồi nó lại nha. Không biết thì vừa cột mà nghe. Biết nó không biết thì nghe tại nói. Thôi thôi coi ổng. Ta nói là biết thì thưa thì tốt, không biết thì im lặng. Coi ổng kìa, ổng sỉ nhục tôi dữ dằn luôn á. Đó mình mít này người ta gọi là mình biết trước chị biết trước chị ấy cái nó luôn luôn gu lên mới gì hấp dẫn. Này lá cúng nhớ mình chọt lỗ nha anh. Chọt lỗ hả? Đúng rồi, tại vì không phải mình cúng là mình phải nó có cái hơi chứ mình thánh đâu là đâu có hưởng được. Bánh này bánh bông lan con nít cũng biết nữa trời. Rồi. Cái bánh là bánh gì? Nói nãy giờ cũng sẽ bét hết. Vậy là không cúng gì luôn hả? Bây giờ hỏi nêu bánh này bánh gì? Bánh bông lan. Đó. Trời ơi, tôi nói hai người. Bánh bông lan á, bông lan mà nó nhỏ chứ không phải anh hỏi người bán. Từ để nói cho nghe. Bây giờ nếu mà nó chính xác cái bánh này á thì là bánh thuận không phải đâu. Nó đúng rồi đó, bánh bông lan. Bông lan đúng rồi. Không lẽ mình bỏ cái điện thoại xuống cái mình lấy cái chai mình nhét cái họng không cho ông đừng nói nữa chứ. Lắng tai nghe thử bánh gì. Bánh anh bây giờ bánh anh yêu cắt là bánh chuối bánh gì nè. Đó coi, chuối hoặc là đậu xanh nha, bánh cây mà. Em nghĩ là chuối. Chuối, em nhìn đó là biết bánh tét rồi đó. Bắp mềm mềm là cái chuối. Chuối. Anh đỡ tay anh cắt nó hơi bự rồi. Còn bánh này bánh gì nè? Bánh ít hả? Không phải bánh ú hả? Tính bánh tre anh. Bánh tre. Dùng chân. Anh bánh gì vậy anh? Anh phải chú xay đâu? Con chú xay mà. Chú đâu? Sao xài giống nước rồi anh? Anh Minh. Rồi. Ném xì uống nước. Không mình tém quá coi chừng nó vỡ nước anh à. Không nhiều sao ló cái ống nước ra ta cũng thấy đỡ hơn là không thấy à, người ta không thấy ta chắc không thấy cạo luôn cái là lủng á giờ thì cạo cho thấy đi không, cái không nhưng kia. Mà lấy cục gạch hay gì mình bắn để lại à đúng rồi à, mình đang đào tìm chú đặt chung ngày xưa thì có chú cái cầu mang tên chú Vũ Linh hôm nay có cái đập cái đập là mang tên cái đập này mình đặt cách đây 2-3 ngày rồi đập Duy Minh hả đập Duy Minh hả ủa sao đổi tên rồi ủa đập Vũ Linh chứ đây mộ chú mà đâu phải của anh vào Duy Minh anh tự đặt hả trời ơi phát hiện chuyện lạ nha nó bắn lên á chú kiếp nó con giùm trời ơi cũng là theo đá vậy á. Đây, đá đây. Lại đang đóng chuyện lạ gì. Chuyện lạ. Không lạ mà nó chụp. Em chào anh Minh nha. Chào 15. Em đang thắc mắc là không biết sao mà hôm qua mưa to quá trời anh không vào tắt nước cùng anh em nè. Tại vì anh vừa ra, anh vô đâu kịp. Anh thấy mấy cái chậu nổi nổi gì nữa rồi ta. Giờ anh làm bù nữa nè. À làm bù hôm qua đúng không? Chứ anh biết ngày hôm qua anh em ở đây đông lắm. Cho nên là anh cũng biết mà. Không mình làm nó cái sâu sâu vậy cái lát á mình đi qua mình dậm cái nó cứng lên đê luôn á. Được mấy con trùng rồi anh Minh? Được bao nhiêu con rồi?
sao biết có trồng này? À, muốn có trồng mà nhiều biết nằm đâu không? Nằm bên đó đó. Rồi rồi rồi, chú Hành làm chuyện lạ luôn nè. Để nhẹ nhẹ nha chú. À, chú Hành làm cái cầu. Bắt cái cầu qua đó. Còn bắt qua sông nữa nè. Đừng đừng đừng. Sao để cục gạch lên cái đó. Để cục gạch là được rồi chú. À, cây cao đừng có cắn. Đi qua đi lại luôn. Đá, để đá vô đây á. Người ta nói là gần càng già càng cay, mấy anh lớn tuổi bằng chú Hành không? Đó. Chú lấy ra đi móc một mớ đá để người ta. Không có đâu. Lăn qua lăn lại thôi con. Để con giải thích cho chú nghe nè. À, chú không cần giải thích luôn. Đúng rồi. Để con giải thích cho chú nghe coi có lý không. Con giải thích cho chú nghe có lý không nha. Cái đất cát khi mà trời mưa nó mua xuống là nó sẽ giả ra. Của một khán giả ở bên Mỹ anh. Tiếp anh giải thích cho chú à, chú đi luôn rồi. Nước nó mua xuống nó cũng trôi cái này ra à. Nó trôi ra này thì cái này nó cắn lên này nó dễ bể nè. Rồi giờ mình có cách nào giải quyết không anh? Mình để đá vô. Mình để đá vô đúng không? Ừ. Chú Hành ơi, mình cần phải để đá vô chú Hành ơi. Để đá chứ không có để đất. Chú Hành thôi anh Minh. Vậy là chú Hành mặc dù là gần càng già càng cay nhưng mà hiện tại thì chuyên gia đúng rồi, phải chuyên gia về ống nước cầu cống. À, để lấy đá vô, để lấy đá là ấy là sao anh? Cầm lại. Để anh đi kiếm mấy cục đá anh bỏ nó rồi rồi. Rồi đưa em cầm luôn phải không? Cái điện thoại anh hết pin rồi. Sao nó vàng chát vậy? Sao nhìn thấy vàng vàng không anh? Không sao. Cái cản cái này cũng vậy à, cản cái này cũng vậy à. Lấy đá chìm với chú ơi. Chìm chìm chú. Tại vì mình tạt hai nước, nếu mà muốn trống thì mình môi cái lỗ này nè, cho nó trống cái thông lỗ này qua luôn. Đây, con gạch đây. Đây gạch đây. Ok. Ok, hai đầu. Chú lấy đó, mưa mốt quá, trời mưa, nó trôi cái cát ra. Vậy à? Nó dậy cắn lên cái ống đó. Đó, nó cản cũng vậy à, thấy không? Cái này đâu phải cản chú, cái này là để cho nó đừng có bể cái ống nước, hiểu không? Đấy, cũng vậy à, đó, nước nó lấy cái nước cái này cũng múc hai bên. Rồi không, cái này đâu phải, trời chú không hiểu rồi. Cái này là ngăn lại đừng cho nó, ngăn lại đừng cho nó tràn vô mẫu của chú thôi. Biết rồi, nó cái đó là ngăn bờ. Rồi ổn chưa anh? Ổn hết nè. Thấy không? Khừ luôn. Cũng khừ rồi ha. Vậy mình bước qua bước lại cũng được đúng không? Đúng rồi, bước qua bước lại cũng được. Nhưng mà tôi là chị Hồng Loan không biết là ổn rồi. Chị Hồng Loan thông báo. Thấy không? Bước lại cũng được ha. Mình đâu có sợ ấy đâu nè, thấy không? Không sợ ấy đâu. Đúng rồi. Chứ cái này mua một bữa mồm nó cũng trôi ra à. Đúng rồi. Còn mình đạp đến này nó cắn bể cái ống của ta. Cái tấm này hôm nay nó bị đất vô nhiều quá anh Minh ơi. Mấy cái tấm hãm nè. Bây giờ mà phải có mấy tấm mới, tấm hãm mới nữa là tuyệt vời ha. Cái gì? Hả? Tấm gì? Cái tấm hãm này nè, cái tấm hãm trắng rõ rồi nè. Cái tấm hãm này nè, hãm nó xanh. Đúng rồi, hãm nó xanh đẹp lắm mà hôm nay biết sao mưa quá đó. Cái mình đi cái mình mang cá vào đất vào cái bây giờ nó mua rồi, bây giờ có thảm mới nó cũng dơ nữa. Đúng rồi. Mùa nắng kìa, mùa xuân rồi. Đó, rồi con đi qua là thoải mái luôn, khỏi phải sợ bởi cái ống của người ta. Mùa mưa là chỗ này nó đất nó cũng nhiệt, như đất sét vậy. Có khi nào mà mình mai mình vô đây là mắc cái cuốc không ta? Hôm bữa. Vậy vậy? Hôm bữa em có suy nghĩ vậy nè, mình đào một cái đường rãnh đây nè, sâu sâu xuống ra tới ngoài đó luôn. Nhưng mà sợ hơi duyên lai chứ mình đào cái đường rãnh nó cũng không có chảy đâu, chắc chắn là mưa là mình phải múc nữa chắc luôn. Múc là mình phải múc rồi, dù sao nó cũng đỡ chảy vào mộng của cậu Năm. Cái đập này cho không tràn vô thôi. Nếu mà mình làm chắc chắn để tối mình không có ở đây á, khuya có mưa là đào từ đây nè ra tới ngoài đó luôn, phải ra tới ngoài đó cho nó chảy ra luôn. Không được, không được, không được, bây giờ thì đó thì không được, biết sao bây giờ của cậu thôi.
Nhưng đúng rồi. Sợ tối mưa nó nhiều nó biết lớn biết là như vậy, nhưng mà bây giờ á ông nhìn cái vị trí đất đi là nó trũng vào đây. Nó đắp cao lên nè. Đúng rồi. Đây nó chặn bây giờ mình cho dù mình có đào con đường mương ra ngoài kia thì nước cũng chảy vào đây à. Mình nói trũng mà. Đúng rồi, trũng bên kia nó cao hơn bên đây đó. Cao sao mà cao được. Được. Đã ông tạt nước ra đó, ông múc nước ông tạt ra đó mà cao. Nó không chảy vào đây là lý do là có cỏ. Rồi nó trũng hơn. Nó cao hơn cái khúc này. Cái này còn ra tới kia là nó trũng rồi. Thấy là mình đào nó hơi giờ xa biết sao không? Giờ mình đổ chừng 2 xe ben đất ở trong đây nè. Là là bao cao luôn á. Là cái này bắt coi duyên sợ đào không được thôi. Còn ở đây là cái bước tạm thời của mình là ở đây. Ý kiến em tuyệt vời luôn á anh Minh. Mình đổ 2 xe ben đất vào trong đây là bảo đảm cao hơn mấy cái mộ khác luôn á. Rồi xong cái hoa viên nó mời anh ra ngoài luôn. Quan trọng người ta có cho đổ hay không thôi. Chứ nếu mà người ta cho đổ là chắc mình cũng đổ luôn. Nè hôm bữa cũng giảm áp lực nước là nó cho chảy qua đây nữa nè. Chảy qua đây mớ. Nè cái chỗ này cũng thấp rồi tại. Chảy vô đây nè. Thấy không? Là giống như có anh em mình ở đây cái đập đó là quá tuyệt vời. Mình múc. Còn nếu mà khuya mà mưa nửa đêm có anh em mình ở đây á là không múc được luôn. Cái bờ đê này là sẽ Tài ơi. Tài. 15m Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15m Bình Dương nha. Có thông tin dán ảnh em. Ai nói nghe vậy? Có thông tin dán ảnh hả? Rồi. Nhưng mà ảnh là đã có rồi. Ảnh có rồi. Nhưng mà cái thời gian dán là không biết là chừng nào thôi. À. Bố là cũng nghe người ta nói là ngày mai dán. Thì nãy anh cũng có nghe bên anh cơ điện á. Anh thêm á. Anh nói ngày mai thì là anh chú Tiểu Hoài Chiền anh cũng nói có ảnh rồi, ảnh đẹp như của cô Hành Kim Huệ luôn. Đây mình qua mình coi ảnh của cô Hành Kim Huệ nha. Nhưng mà thật sự là cái ngày dán là mình không biết ngày nào. Đó, cái ảnh rất là nét. Nghe nói là hai ảnh lần đó. Sao hai ảnh như ta? Sao ảnh trước ảnh sau, ảnh phía trước ảnh phía sau. Ảnh trước ảnh sau luôn đó. Bây giờ 15m cho tất cả cô chú anh chị xem á, ảnh của cô Hành Kim Huệ rất là nét. Thì nãy mình cũng có nghe anh bên chú Tiểu Hoài Chiền anh cũng nói á là ảnh của cậu cũng rất là nét y chang vậy luôn. Nhưng mà cái ngày dán không biết ngày nào thôi. Rồi bây giờ mình quay trở lại đi. Bây giờ mời cùng các bạn nghe chị Đài chia sẻ lúc này lời chị thấy kiếm hàng đúng không vậy? Cô tính là kiếm hồng lan hả cô? Cùng tư? Chị Cùng tư hả? Tài ơi, chuyện gì vậy Tài? À, cái gì? Không biết là ngày mai có rớt không ta? Bữa nay là thứ hai rồi, hôm bữa là nghe bên Hoa Viên họ cũng nói là trong tuần thôi đúng không? Trong tuần. Thì đâu biết là ngày nào chính xác không? Dạ. Hình thì cũng đã có. Có chia sẻ gì không cô? Cô có nhiều điều muốn chia sẻ nhưng mà cô vẫn dạ không có gì đâu cô.
chị đâu gì biết còn năm. Thôi chị ngại quay thôi, mình đừng quay. Dạ. Dạ dạ, thôi chị ngồi đi chị, không sao đâu. Đông quá chị ngại uống xuống chị ơi. Dạ. À, quên nè, lại đây. Em điều tra cái rồi. Đến đây thì 15S Bình Dương xin phép là tạm dừng video này tại đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Nếu mà thích kênh hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15S Bình Dương ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.